Trước hết lên đây cũng là một cái duyên. Dạ. Tôi xin tặng chị cái món quà. Dạ thôi chị em không nhận đâu. Dạ thôi chị em không nhận đâu. Dạ lên kia em bằng chị em già anh không chịu đâu. Nem ngư cả cơm tươi, nấu đậm đà, chấm thơm ngon. Trước hết là tôi cảm ơn cái chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, nó một cái chương trình rất là nhân văn. Tôi là Nguyễn Văn Tuyên ở thành phố Vũng Tàu, công tác phục vụ Đảng Nhà nước được tương đối lâu rồi, nên bây giờ đã về hưu nghỉ hưu. Trong thời gian mải còn trẻ công tác thì còn phấn đấu và học tập nuôi các con, ngẩng lên thì đã đến tuổi về hưu rồi. Chào cháu Linh ạ. Dạ. Thế bây giờ sống một mình thấy nó già mà nó cô đơn quá. Bây giờ từng tuổi mà ăn xong phải đi rửa cái chén, đi chợ mua từ cái gói bột ngọt và gói nước mắm, rất là khổ. Thì bây giờ chỉ cầu mong nhờ chương trình tìm giúp một người, chứ với tuổi chú chả kén chọn gì nữa rồi. Dạ. Làm sao đúng nghĩa của người vợ, tức là bình thường đây. Mời nhà gái. Dạ. Dạ, trân trọng kính chào anh Quyền Linh và cái chị MC đây. Dạ. Mình tên là Thủy. À, họ là Lê và tên đầy đủ là Lê Thị Thu Thủy. Và năm nay là mình 53 tuổi. Chú ơi, cho nhà gái biết ưu điểm, khuyết điểm của chú đi chú. Tôi là người công chức nhà nước và phục vụ Đảng Nhà nước 40 năm tuổi Đảng rồi. Dạ. Khuyết điểm lớn nhất là mải mê công việc nhiều quá, quên mất gia đình mà suốt ngày đi công việc. Nhưng mà chú chia tay với bà xã bao lâu rồi? Chú chia tay bà xã 12 năm rồi. Chú có hai người con cháu, một trai một gái. Rồi hiện nay chú ở với ai? Chú ở một mình thôi. Một mình ở Vũng Tàu luôn. Dạ, một mình Vũng Tàu. À. Bây giờ mình nói về ưu điểm của mình đi cô hả? Ưu điểm của Thủy đó là vui vẻ, hòa đồng, hoạt bát và rất là nhanh nhẹn. À, nhưng mà bên cạnh những cái ưu điểm đó thì chính cái ưu điểm đó làm ra các những cái hạn chế của mình. Cái hạn chế lớn nhất rất là nóng tính, nó mạnh mẽ như vậy nhưng mà cái hạn chế của mình á hay nhõng nhẽo, hay hờn mát một chút xíu là giận. Nhưng mà giận có mau quên không cô? Giận rất là mau quên. Cô Thủy trước đây là làm công việc gì ạ? Thủy thì trước đây đến bây giờ đều là giáo viên. À dạ. Giáo viên dạy trung học cơ sở. Cô dạy ở đâu ạ? À, dạy ở cái trường, một cái trường ở huyện Tâm Bình, Vĩnh Long. Dạ. Chào nhà gái. Chào anh Nguyễn Linh ạ. Dạ. Cô dạy ở Vĩnh Long, như vậy là cô ở Vĩnh Long luôn hả cô? Ở Vĩnh Long. Mình Vĩnh Long luôn. Bây giờ mình đang ở Vĩnh Long với ai? À, dạ em hiện ở Vĩnh Long là mình. Mình luôn hả? Dạ. Đây ở Vũng Tàu mình. Dạ. À, hai người, hai mình, hai nơi. Dạ. Biết đâu mình về chung một mình. À, một nhà ha. Ủa về chung một mình? Về sao chung một nhà. À, này nó lộn. Về chung một nhà. Về chung một nhà, nó dọn chung một mình, đó một mình rồi kêu ở một mình nữa. Bây giờ mình cho nhà trai biết là bên đó mình có mấy người con rồi. Dạ thưa em, bên đây em có hai con. Hai con. Hai trai hết. Một trai thì 32 tuổi đã có gia đình và em cũng đã có hai cháu nội gái. Trời vậy khỏe dạ. Rồi. Có gọi là mong muốn tìm một người vợ như thế nào không chú? Chú chỉ cần một người phụ nữ mà khỏe mạnh một chút, không phải là thực dụng nhưng mà không được mắc lợi mắc lần gì, kể về chính trị và tình kinh tế. Thứ hai là con cái thì phải có trách nhiệm lẫn như nhau, phải ở chung với nhau, tức là phải về một là có thể chị về Vũng Tàu được, hai là có thể tôi sẵn sàng tôi bán nhà tôi đi tôi về Vĩnh Long luôn cũng được. Cái đó bởi vì mình là một thân một mình mà. Nhà gái thấy sao? Theo Thủy thì cái yêu cầu đó cũng không cao gì lắm. Tại vì nó thật ra thì bao nhiêu năm là làm thì chỉ lo nuôi con để cho con thành đạt thôi. Cho nên thành ra không có lo cho riêng mình. Cho nên cho đến giờ phút này một cái điểm yếu lớn nhất của mình là mình cũng chưa có nhà riêng. Thì ở một mình mà không có nhà riêng. Vậy ở nhà thuê hả? Không ở nhà thuê nữa mà nhà tập thể của trường. Về Vũng Tàu có nhà ở. Rồi với cặp đôi này cũng không cần phải dông dài gì hết trơn á. Nhưng mà con vẫn muốn hỏi một chút xíu về cái người bạn trai mà cô Thủy mong muốn là có tính cách như thế nào. Cái nói chung thì cô Thủy vẫn đơn giản. Dạ. Đó là cũng không cần về cái vật chất gì nhiều. Đó, tại vì cái tuổi này mình cũng không ăn bao nhiêu mà mình cũng không xài bao nhiêu. Dạ. Đó không cần nhiều, chỉ về yếu tố tinh thần mà thôi. Nằm trong bốn chữ thôi. Chính nhân quân tử. Chính nhân quân tử. Thôi giờ hai người lớn gặp nhau đi. Dạ đúng rồi. Cho nó dễ đi. Cái này bọn ha? Trẻ của tụi con cũng không biết làm đúng sao rồi. À. Thôi mở rào. Mở rào. Mở rào. Rồi con mời chú. Dạ. Chào.
Trước hết nên đây cũng là một cái duyên. Dạ. Tôi xin tặng chị cái món quà. Dạ thôi chị em không nhận đâu. Dạ thôi chị em không nhận đâu. Dạ lên kia em bằng chị em già anh không chịu đâu. Anh thôi. Em chứ anh nói tặng chị em buồn lắm luôn á. Anh tặng em. Dạ tặng em. Dạ em cảm ơn anh. Cô ơi mình khui quà ra coi chú tặng cô gì. Khui luôn hả? Dạ khui luôn. Khui con có ngại không? Dạ không. Dạ. Tại vì thông cảm là em thông cảm là bộ áo dài nhưng không biết số đo bao nhiêu cứ may ăn án, tức là nếu không được thì tôi có thể tôi sửa lại cho được. Dạ trời ơi. Dạ là rất cảm ơn anh. Dạ. À, cái bộ áo dài thật đẹp và cái màu này cũng là màu em thích đó. Dạ. Là màu kem dâu. Màu kem dâu. Cô ơi, dạ. Mình dạ em cảm ơn. Mở ra đi cô mình. Ủa là mai sẵn luôn hả? Đúng rồi, đây cô đưa quần để nó cầm cho. Chú uống cho cô đi chú. Dạ rất là tuyệt vời, rất là tuyệt vời. Dạ dạ anh uống thử cho em coi chắc vừa ha, tại em nhìn cái này là chắc vừa. Dạ. Đây nói chung á thì cái em cũng ở nơi xa mà cái công việc của em á thì tại vì em còn có công việc á cho nên em cũng gấp rút, em không có chuẩn bị gì quý giá lắm cho nên này một món quà đơn giản và món quà này mỗi khi anh sử dụng nó đó dù á là đôi ta có vào chung một nhà về chung một nhà hay không thì mỗi khi anh sử dụng nó anh cũng nhớ tới em. Dạ cảm ơn em. Dạ cảm rồi, em kính tặng anh và là đâu một đợt quà này cũng cảm ơn em. Nên đây là cái duyên rồi. Cảm ơn chương trình rất nhiều. Thứ hai là cảm ơn em từ Vĩnh Long lên đây, anh từ Buôn Tàu tới đây, thực sự mà nói là rất chờ đợi. Thế chú, nhưng mà thôi. Chú ơi còn xin phép chú nha. Còn có nghe cái vụ mà gì nợ nần gì đó. Mình mới quen nhau mình thỏa thuận cái vụ họ đừng có nợ nần gì vài ba tỷ hả chú hả? Ừ, nợ nhiều sao mà chú trả được? Nhưng khoảng nhiêu chú trả được? Cái dưới đó là trả được. Dạ chắc nếu mà nói nợ chắc không nợ đâu. Ok. Dạ nợ là em không có nợ đâu. Tại vì mặc dù là em mà mẹ đơn thân nuôi con nhưng mà em gói ghém tất cả là cái nói riêng là tiết kiệm tới mức có thể. À đó. Xin lỗi chị ơi. Dạ. Anh cắt ngang em là một câu nữa. Tức là hiện nay em còn dạy học không? Dạ còn, dạ còn. À còn mấy năm nữa ta? Dạ em còn 3 năm nữa hết. Hôm nay em còn 2 năm nữa. Chờ 3 năm bên đây chờ không nổi đâu. Nổi hả? Nổi cháu. Người ta đang ở mình buồn chú ơi. Nổi cháu. Mình nói ở đây là phải có trách nhiệm. Dạ. Dạ. Thứ nhất là không xin nhờ gì nữa. Dạ. Anh hết rồi. Anh hết rồi. Hát gì chứ? Bút hết mực. Bút hết mực. Không cần gì phải nói trước để cho nó quán triệt hết tư tưởng. Nhưng con của em sẵn sàng về anh nuôi được, anh rất thèm gì cả. Cuộc sống bươn trải từ Bắc vô làm chỉ có đi làm một mình và sống một mình. Em biết rằng bỏ vợ 12 năm nay không, em biết rồi. Bút hết mực vậy là anh giết nhiều quá cho nên hết mực. Chờ 35 được cháu ơi. Đáng chờ chú hả? Đáng chờ. Đúng rồi. Thỉnh thoảng mình đi xe tốc 24 Vũng Tàu lên Vĩnh Long. Lên Vĩnh Long dễ mà. Được không chú? Được. Nhưng mà cô hỏi chú kìa, bút hết mực. Bút hết mực. Xài giết nhiều quá. Giết nhiều quá mới hết mực. Không. Chứ còn anh không giết nhiều sao hết mực được. Hay là không để phải. Lâu quá nó bị khô hết mực à? Để thứ nhất để khô. Thứ hai nữa là có thể nó khô chú ơi. Khô. 12 năm vắng vợ rồi lấy đâu mà xài. Thứ hai nữa là như này. Thực ra về cái khoản đó là chú xin lỗi tất cả các cháu ở đây, đây cả cháu hết nhá. Dạ. Thông cảm với anh chị nào lớn tuổi của cả cháu thông cảm nghe. Dạ, không có câu kia bằng chú đó. Không chị dạ. Nghe xin lỗi chị ngay từ đầu vào là vỡ tay xin lỗi rồi. Ngày xưa rất yếu khoản này. Tất nhiên sao tại sao có con thì phải lên bệnh viện tự rũ. Thì cho nên là tính như thế cho nên bà xã tôi nhiều đêm đã tung cả cái đi bay lên trời cho nên bỏ tôi. Thế nhưng mà tình yêu thương và sự đùm bọc thì lúc nào anh cũng có tràn đầy, tức là không bao giờ tràn đầy sự đùm bọc. Chú thấy cô Thủy bên đó chú cảm nhận thế nào? Cô Thủy thì trước hết là về mặt phẳng là người giáo viên là quá ok rồi. Người công chức gặp người giáo viên là một gia đình mẫu mực, cũng như là người diễn viên với người MC gặp nhau là quá tuyệt vời, không bao giờ điểm. Là người của công chúng các cháu, chú cũng làm sao mà chê được cô trẻ đẹp, tính là hơn chú bao nhiêu, kém chú bao nhiêu ta? 15. Đúng ra ngày xưa là đi lính mới ra đời cho nên là còn gọi là kêu chú. Cháu đang công nhận không? Dạ. Thế cho nên thôi nhưng mà thôi như là quá hạnh phúc. Vậy là được chú ha. Vậy mà nãy kêu mình bằng thấy... chị trời ơi. Về mặt giao diện là chú đồng ý hết ha. Ở cơ quan quen tức không phải chỗ nào việc cứ chị xưng tôi. Chị thấy chú bên này sao? Nói chung ưa nhìn
sang trọng quý phái, cũng trẻ trung, cho nên nó nhìn thấy anh mà nói mà cái anh cái đứa tuổi đó thì em không tin. Dạ. Tóc màu đen lắm. Dạ. Đó, mọi người. Đó, cho nên thành ra là cũng được, cũng xì tin. Dạ. Bởi vì cái mái tóc á, mái tóc á xì tin lắm luôn á. Các anh được. Chú hát bài rồi tặng rồi. Bây giờ thì xin lỗi các cháu, tuổi chú bây giờ hát cái gì nữa? Vậy thôi, nếu mà vậy thì em hát hai cho anh được không anh? Được, được. Em dạ. Đó, vậy đó. Đó, rồi. Con trả sân khấu cho cô chú. Đó, để cô dạ. Hát cho chú nghe nè. Vậy em xin hát tặng cho, trước tiên là anh. Ha. Rồi sau đó là anh Quyền Linh và bé Ngọc Lan cùng quý thân bằng quyến thuộc, khán giả. Một cái bài hát là có tên gọi, đó là Chờ Đông. Mình nắm tay chú, mình hát đi cô. Dạ. Dạ. Đó. Rồi. Dạ. Rồi bắt đầu. Anh ơi có phải ngoài trời đã mưa? Anh ơi có phải trời đã sang đông? Mùa đông giá băng em đang chờ, mùa đông mái ấm em đang tìm, tìm màu áo cưới cho em. Anh ơi xích lại thật gần bên em, cho em nở một nụ cười xinh xinh, rồi đẩy những đêm trăng thanh đầy, mình không lẻ loi không u sầu, nguyện cầu ta mãi bên nhau. Dạ, ông bảo đảm với chú là về chú trẻ thêm bao nhiêu tuổi nữa, biết đâu về trẻ khỏe nó lại đẻ con thì chết. Được chú, được chú. Yeah. Thấy ổn không? Được ổn. Ha, ổn ha. Yeah. Chúng ta ôm nhau trao nhau cảm xúc cái đi nào. Đó. Dạ. Yeah. Bây giờ thế này này, Thuyền này. Dạ. Yeah. Bây giờ thì anh đến đây, người đây. Và thực tế nó là như thế. Lên đây thì anh có xấu anh không dám nói. Thật. Thế nhưng có điều là em phải tin vào điều thật. Dạ. Yeah. Anh nên đến đây là anh đã các con đã tìm cho anh. Dạ. Yeah. Thế nhưng có điều là như này này. Cái xấu của anh có thể nói ra mà người ta chấp nhận được như vậy. Dạ. Còn không nói xấu ra. Rượu không uống, thuốc không hút, trà không uống. Nhưng mỗi tội hư ở sáng phải một tô bún riêu chứ thịt không dám ăn. Vậy đấy hả? Nhưng mà cái tuần rằm là phải đi chùa với anh là bắt buộc. Đấy. Vậy hả? Đi chùa hả anh? Dạ. Dạ đi chùa thì được. Rồi, dạ. Được. Vậy được rồi ha. Dạ. Dạ. Đáp ứng được. Con với Ngọc Lan sẽ cùng bấm nút. Dạ. Rồi chú. Dạ. Chú có đồng ý bấm nút không? Chú đồng ý. Cô có đồng ý bấm nút không ạ? Cô đồng ý. Hai người nắm tay đi. Rồi, hai người đã đồng ý bấm nút. Chúc mừng cô chú. Chúc mừng cho cặp đôi hoàn hảo. Nhưng mà nói trước là khi đi mừng đám cưới, ở riêng đám cưới của chú bây giờ đám cưới lần thứ hai, tuyệt đối không được tặng bất kể một thứ gì. Đấy. Cái đó con làm được. Nha. Yeah. Con chỉ tặng nước rửa chén của con thôi. Rồi, đưa đây. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa. Nem ngư cả cơm tươi, nấu đậm đà, chấm thơm ngon. Nhưng mà không có. Thì lúc đó em thấy bà ấy vẫn là giấu bên nhà thả là không quen. Và bên nhà em vẫn biết. Nhưng thì đó không biết về vấn đề bên nhà thả không có cưới thôi. Và hồi sự đó em là biết. Tại vì em xác định đó, yêu là cưới. Chứ không nói gì thì tới khi đó thì em cũng có giao ước nói thôi thì cũng là khó khăn vậy rồi thì coi như là từ tính từ khi mà quen nhau tới khi mình nếu mà đúng tay không mà nó thì em không nghĩ nữa thì cũng là tính chức thì đúng là thời gian vừa rồi đúng là em chính em cũng là người chủ động cho em là người chủ động là người chủ động cho anh tiền thì đó em muốn con từ con gái đó thì khác chứ rằng kéo dài với anh rất là khó.
Đó, lì tình rồi ốm luôn đó. Thôi, lau khô những giọt nước mắt đi, chàng trai của tôi. Không. Bây giờ thì cô gái ấy có gia đình chưa? Nếu mà 2 năm cô ấy không quen ai hết, không cưới ai hết, thì bất chấp em sẽ về quen lại, em sẽ về cưới lại cô đó. Nhưng mà em cũng nói là nên cố gắng tìm người đó, người ta đừng có mấy là đừng làm ba mẹ buồn. Thì vừa rồi thì em cũng nghe tin được cô ấy là quen cưới rồi thì em cũng mừng. Cũng mừng cho ấy ha. Rồi thôi ta lấy chồng rồi. Thôi đừng khóc nữa. Em ơi đừng khóc bóng tôi trước mắt sẽ bắt em đi. Em ơi đừng lo, em ơi đừng cho tương lai vụ tắt. Sâu trong mỏ mắt có chút tiếc nói phút cuối chỉ vì. Đó. Đừng khóc nè em ha. Bây giờ mới bắt đầu nhảy nè. Giờ là vui rồi nè. Bây giờ tôi mới bắt đầu tôi nhảy luôn á. Không. Kỳ ghê. Tội nghiệp quá, lụy tình á, tội nghiệp khóc. Nhưng mà khóc kia khóc yêu, thì tôi hơi lo lắm. Nghe. Khóc như vậy tôi hơi lo. Không lo đâu, tại vì yêu quá phải khóc thôi. Bây giờ khi có chồng rồi là xong. Không. Quên nha em. Giờ từ khi mà em xác định đó là em không bao giờ muốn xen vào một mối tình của người nào hết. Là khi mà người đó thông báo với em á là có rồi thì em nói chung là về Zalo, Facebook thì em xóa vào cái xóa hết hả? Tại vì em không, em muốn để quên, không muốn là để thứ nhất là muốn để con gái đó là toàn bên mình với gia đình của cổ, cũng là để mình kiếm được thời gian để tìm hiểu mới, không sống với ngoài mãi. Thôi thôi không nhắc nữa, không nhắc nữa. Bây giờ đi tìm mối tình mới rồi, không nhắc nữa em nha. Mình nhắc chút xíu vậy thôi. Rơi một giọt nước mắt rồi thôi. À. Em có sợ đằng nước mắt đàn ông không? Cũng có vợ hả? Dạ, cũng có sợ. Đúng rồi, nước mắt đàn anh không rơi từng giọt thào, nước mắt đàn ông rơi rơi từng thùng. Đàn ông khóc tội lắm em ơi. Thôi bây giờ mình nói chuyện vui đi nào. Bây giờ bên kia là lụy tình ta mới ốm vậy đó, em cố gắng về, nếu mà hai người tìm hiểu được em về em lo cho anh bự bự lên chút ha. Mình hỏi con gái của mình bao nhiêu mối tình rồi, mấy mối? Hèn gì mập mạp múp míp dễ thương. Múp múp dễ thương. Yêu khổ mà yêu khổ là ốm mà. Thôi giờ bắt đầu yêu nè, yêu cái em san sẻ kia bớt là được ha. Không, nhiều khi gu người ta lại thích vậy sao, nhiều gu bên này thích tròn tròn vậy. Đúng đó. Đúng không em thích, trời ơi hợp lý luôn. Rồi thích mẩm mỉm á. Thôi bây giờ thì em diễn tả cho anh một chút xíu về mẫu hình trong tương lai của em đi. Bên kia đi bộ đội làm đoàn công tác đoàn nữa, thành ra nói năng chắc cũng ok lắm. Ha. Được không em? Tiêu chí về được không? Đáp ứng được gì không? Hợp lấy, trời ơi cười tươi quá rồi kìa. Đó cười gì đẹp trai đừng khóc nữa nha. Tập trung mà bồi dưỡng rồi lên mập mạp chút xíu nha. Để lấy vợ thôi. À, bây giờ em gái đi với ai? Bạn hả? Rồi bạn cho ý kiến nào. Thì thật sự chị mẹ
sự một người đàn ông khi họ đã theo đuổi bạn thì tất nhiên là cái đó nó rất là in sâu trong cái tâm trí của họ, thì người bạn đã sẵn sàng để mình ước tiếp một mối quan hệ mà mình không bị quá nhiều sự chi phối đối với những mối quan hệ trước hay chưa? Thật sự thì em xác định đó, khi xác định chính thức mà đã hết tất cả rồi đó, thì mình sẽ là thay đổi hết và quên hết để mà giữ lấy mình mở đến tương lai thôi, chứ không còn về không tính về quá khứ nữa. Tại vì đã sẵn sàng để tìm được đối phương thì để mà tìm kiếm rồi để cùng đi nhau, cùng với nhau đi tiếp chặng đường rồi, nên không còn về đối phương về không có được tiếp nữa. Thật ra chị thấy đây là người đàn ông tử tế đó. Họ rất là tử tế và rất là thôi bỏ qua đi. Thôi, quay về lo nhà gái đi. Để là nhà trai tôi lau khô giọt nước mắt. Như tính nói lau gì, nước mắt của nước mũi đi em. Chuẩn bị đến mối quan hệ mới. Đó. Chút nữa nhớ tôi nói lại. Em đi với ai? Dạ, hôm nay thì em đến đây là có chú ruột của em và đồng nghiệp của em. Rồi, mời chú ruột. Chú cho ý kiến đi chú. Dạ, chú như cha rồi. Dạ. Dạ. Rồi, cảm ơn chú. Chú. Rồi, 2, 3. Mở rào. Bản lĩnh lên nào Huy. Huệ nhá, cô bên kia tên Huệ. Bắt đầu đi Huy. Bây giờ á, nãy giờ mình buồn, hơi buồn chút xíu, bây giờ mình hát gì đi Huy, đứng lên hát tặng bạn gái gì cho nó vui vui cái nào. Rồi rồi đứng lên hát cho nhìn bạn gái hát kìa. Gì vậy? Rồi mình hát lại nè. 2, 3. Tức ghê. Trời ơi, đang ngon lành thiệt tình luôn. Nào Huệ hát đi Huệ. Thôi, hát chỉ làm vơi đi những cái giọt nước mắt thôi. Bây giờ bắt đầu chúng ta vào câu chuyện đi. Đó, Quy cảm nhận người đối diện của mình, nãy giờ mình trò chuyện mình chưa thấy mặt, bây giờ thấy mặt làm sao nè. Thì
Còn Huệ Thái Quy sao? Rồi quan điểm về hôn nhân gia đình của mỗi bên thế nào? Trao đổi cho nhau nghe đi. Đó, thấy chưa, tôi nói cái anh này anh tử tế không? Ít có ai mà nói được cái câu này lắm. Thường là cứ muốn là Tết là phải về nhà chồng thôi. Nên là con gái mà đi lấy chồng xa là coi như là không có được ăn Tết với cha mẹ. Chị like em. Thôi, quan điểm bạn gái thế nào nói cho bạn trai nghe đi. Mình hẹn hò sao nè. Tương lai hai người lấy nhau rồi tính chuyện con cái hay sao, kinh tế hay sao, rồi ở đâu, thử coi Quy đưa ra ý cho Huệ nghe đi. Nói với Huệ á, Huệ tính sao? Lập nghiệp ở đâu nè? Hai bạn cũng cùng quan điểm quá ha. Hai đứa lại nắm tay nhau để nhìn mắt nhau rồi nói về quan điểm con cái này nghe đi. Đó.
Quy tiến tới chứ Quy. Nói luôn ai giữ tiền luôn. Giữ tiền thì đương nhiên là gái mình giữ tiền. Nói chuyện đó là em cũng đang tìm người quản lý được tài chính của em luôn. Nắm tay. Thì thật sự đó thì tới đây thì chúng ta mong em đó cũng tạo điều kiện cho chúng cho nhau cơ hội để kết nối với nhau. Rồi nói dù con cái luôn đi, anh mong con cái mong sao bao đó. Bao nhiêu đứa con? Em thì con thì có sức mình nuôi không thôi, nó thành được hay không thôi, chứ còn bao nhiêu em muốn hết. Huệ sao nói, mình nói quan điểm mình đi. Dạ thì nếu mà cái người mà đồng hành cùng em thì có thể nuôi được thì không sao ạ. Trời ơi sao mà dễ thương quá vậy hai bạn này. Bây giờ hồi nãy mình hát không được, giờ mình tự tin chưa, mình hết run chưa? Có thể là về em hát riêng một về sau chơi gì chơi riêng, không cho ai nghe chung chơi trời chơi thì bây giờ nè, nắm tay.